x cộng 1 đóng ngoặc, x bình cộng x cộng 2 bằng 12. Thì ở đây các bạn nhìn kỹ nè, hai thằng này có chung gì à? X bình cộng 1 nè, xin lỗi, x bình cộng x nè, và đây x bình cộng x. Có nhiều bạn nói rằng có chung x bình cộng 1 cũng được nha các bạn, cái đó quyền các bạn thôi. Thì lỡ thấy ở đây là x bình cộng 1, đây cũng x bình cộng 1, mình đặt đó, mình đặt t bằng x bình cộng x, xin lỗi, mình đặt x, đúng rồi, mình đặt là x bình cộng 1 nha. Trong quá trình giảng lỡ có nói gì sai các bạn cố gắng comment giúp lỡ nha. Rồi, vậy cái phương trình 1 này các bạn sẽ tương đương nè, cái chỗ nào có x bình cộng t, xin lỗi, x bình cộng x thì các bạn thay bằng chữ chữ t, vậy là mình sẽ có t cộng 1 đảo ngoặc nhân t cộng 2 bằng 12. Sau đó các bạn phân phối giống như hồi lớp 8 đi à, sẽ ra t bình cộng 2t cộng t cộng 2 bằng 12. Đó, chữ t các bạn viết đàng hoàng để không nó nhầm lẫn dấu cộng nha mọi người. Đây là t bình, đây với đây ra cộng 3 bà t, và chuyển thằng này qua, vậy là ra là cộng 2 trừ cho 12, vậy là ra trừ 10 bằng bằng 0. Vậy các bạn đã quay về gì à? Phương trình bậc 2 theo theo ẩn ẩn t, xác định a b c, a bằng 1, b bằng 3 và c bằng trừ 10. Và các bạn tính đang ta b bình trừ 4 lần a ac, b và bình trừ 4 nhân a nhân c. Vậy tính giúp lỡ, bấm máy tính giúp lỡ đi à. 3 bình là 9 nè, trừ trừ thành cộng 4 nhân 10 đó bằng 49. Đáng ta 49 lớn hơn hơn 0. Vậy phương trình có hai nghiệm phân biệt. Ở đây đang giải t nha các bạn. T1 bằng trừ b cộng căn delta chia 2a. Và ở đây các bạn có delta thôi, chưa có căn delta, thì các bạn tính căn delta bằng, lấy thằng này bấm giúp lợ, nó sẽ ra là 7. Vậy bằng trừ 3 nè cộng 7 nè chia 2 nhân 1 bằng, thì các bạn tính ra là 2. T2 bằng trừ b trừ căn delta chia 2a bằng trừ 3 trừ 7 chia 2 nhân 1 bằng trừ 5. Và các bạn hãy bấm lại máy tính để kiểm tra xem cái này đúng hay không nha. Bấm on mode 5 3 xuất hiện a b c, a b c 1 bằng 3 bằng trừ 10 bằng bằng, thì ra 2 và trừ 5. Rồi t mình đặt là gì ạ? À? X bình cộng 1 thì cho x bình cộng 1, xin lỗi, x bình cộng x bằng bằng 2, sau đó tiếp tục x bình cộng x bằng trừ 5. Đó. Vậy mình sẽ tiếp tục nè, đó tiếp tục nha. Tiếp tục. Đó mình sẽ cho nè. Tương đương x bình cộng x bằng bằng 2 hoặc đó, hoặc x bình cộng x bằng trừ 5. Rồi các bạn chuyển vế đổi đổi dấu đó bằng không, hoặc x bình cộng x cộng 5 bằng bằng không. Thì lại giải cái này thôi nha, còn cái bên đây các bạn tự giải tương tương tự y chang. Các bạn xác định a nè, b nè và c, a bằng 1, b bằng 1 và c bằng trừ 2. Thì ở đây các bạn có thể tính delta hoặc là các bạn có thể nhẩm nghiệm giúp lợ, thì các bạn thấy rằng a cộng b cộng c, a cộng b cộng c bằng bằng không, đúng không ạ? Vì nè 1 cộng 1 cộng cho trừ 2 bằng bằng không. Vậy khi gặp trường hợp a cộng b cộng c bằng không thì ta kết luận phương trình có hai nghiệm phân biệt, x1 bằng 1 và x2 bằng c chia a, c chia a, vậy trừ 2 phần 1 ra trừ 2. Được chưa? Tương tự cái này các bạn cũng giải bình bình thường và các bạn kết luận nghiệm.